60 người, phần lớn là những vận động viên đã từng có kinh nghiệm chinh phục núi rừng. Khai màn cho hành trình tham quan núi Cấm 7 km là cánh đồng thốt nốt. Ai cũng thấy phấn khởi bởi gió mát, cảnh đẹp. Tận mắt xem hái rồi thưởng thức nước thốt nốt ngay tại đồng sông. Hành trình chinh phục bắt đầu. Vì theo chúng tôi thì đây là môn thể thao du lịch không dành cho tất cả mọi người. Mà trước khi muốn tham gia du lịch check-in này thì chúng ta phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt. Nghĩa là phải có một thời gian dài tập luyện để đảm bảo cho cái việc tổ chức đi thành công. Không cần phải nói, ai cũng hiểu cảm giác đi bộ đường núi đuối chân như thế nào. Nhưng đổi lại cảnh vật hai bên đường đi thì khỏi phải chê. Đi qua những cái đoạn đường nhiều rừng cây, nó rất là mát, không khí nó cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Để đảm bảo sức khỏe của du khách, ban quản lý núi Cấm bố trí nhiều trạm tiếp nước dọc đường. Những đoạn khó đi đều có dây bổ trợ, đặc biệt không thiếu những thợ ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách. Du khách có thể mình kết hợp với cắm trại ban đêm, thưởng thức không khí về đêm của núi Cấm, và đồng thời là trên cung đường đi là mình sẽ đi ngang những cái điểm tham quan trên núi Cấm, là sẽ cho du khách check-in và tham quan kết hợp với chuyến đi của mình luôn. Với cung đường trekking này, du khách được xuyên rừng, leo lên điện cây quế. Từ vị trí đó, nhìn xuống đồng bằng, còn gì tuyệt vời hơn. Xuống dưới nhìn những cánh đồng thốt nốt, những cánh đồng ruộng của đồng bằng mình thì thực sự là một cái cảm giác là tuyệt vời. Cái cảm giác nó rất là thích vậy. Kiểu giống như mình đã hoàn thành một cái thử thách của mình. Dạ. Mà khi mà mình vượt qua cái thử thách đó thì mình cảm thấy rất là phấn khích. Tour khám phá núi Cấm này không chỉ khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe, mà còn cho du khách hỏa chí khám phá của mình. Đây chắc chắn là thử thách không thể bỏ qua dành cho những ai đã từng yêu quý Thiên Cấm Sơn của An Giang.